mình là một em muốn anh đưa rồi. Em về về dạ, về nhà em ở nghĩa địa anh đưa em không, cái xong nó xe qua trả đưa con đĩ mày tụi bay chứ đưa à, đúng rồi, với lại đóng đóng Cessna với cái gì đó cái aloe vera đó phải dán băng keo đầu nó để rác. Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với livestream của ngày hôm nay và chương trình dự báo thời tiết chính thức được bắt đầu nha mấy chị yêu nha. Hôm nay nhìn vào có vẻ là trời sẽ nắng cháy da chim và buổi tối có thể mưa lưa thưa vài nơi nha mấy chị nha. Em đem livestream bằng đĩ đối diện nó ngồi nó cứ nói hoài mấy chị. Em có một con đĩ chị rất là hư thân mất nết, nó ăn cũng nhiều hơn người ta, nó ngủ cũng nhiều hơn người ta, nó ngái cũng nhiều hơn người ta, mà đặc biệt là nó vô dụng hơn người ta luôn. Sau này em sẽ giới thiệu con chị của em cho các chị biết. Bà lo chứ còn chưa xong nữa, bây giờ bà đòi lo cho con em. Bà ghen quá, bà dạng quá, chắc bà giữ con em, chắc không chừng coi bóc cứt ăn luôn quá. Hello mấy chị ơi, vô livestream đi mấy chị ơi. Một ngày nào mà Nhi không được nói chuyện với mọi người, Nhi cảm giác như là cái miệng bị thúi vậy đó, phải sử dụng kem đánh răng vậy đó. Còn chị Nhi đẹp quá ha, Nhi quyết định rồi, kể từ ngày hôm nay Nhi sẽ hạn chế gắn len trở lại. Nhi sẽ mang một cái vẻ đẹp mộc mạc nhất, tự nhiên nhất mà không có một cái thứ gì giả tạo hết nha. Chị Nhi ơi, nhớ em không, gọi tên em với Nguyễn An Kim Lộc. Rồi mẹ em đặt tên em nghe cũng hay dữ ha, Nguyễn An Kim Lộc. Em muốn anh đưa em về. Dễ thương không mọi người? Cái này dễ thương không? Cái này nhìn đáng sợ ha. Cái này Nhi ăn cắp ở trong gặp phim á. Chị Nhi ăn cắp, nó đứng chính là chị Nhi ăn cắp ở trong gặp phim. Hôm đó là Halloween, bà đi ngang cái bà thấy người ta treo lên cái máy bán nước, bà đi ngang bà giật của người ta, bà chạy cái hàng máy, tụi nó đứt cáp hàng máy chết hết cả bầy luôn. Ai ngờ hơn ghê chưa chết. Phan xí nha, để lết cái con chim xác trong đây để nói chuyện với mọi người cho nó dễ nha. Hôm nay mọi người vào livestream đông nha. Hôm nay Nhi sale đồ cho mọi người đó. Tóc đẹp ha. Hôm nay mọi người vào livestream cho đông thiệt là đông nha. Hôm nay Nhi sale đồ cho các bạn nha. Nên là mọi người vào livestream đông ơi là đông giúp Nhi nha mọi người nha. Hello cute quá à. Cảm ơn mọi người nha nè, để quên giấy gọi nè. Hello mọi người, hello mọi người. Mọi người vào livestream đông lên giúp Nhi nha. Hết hồn. Hu yeah, hu yeah, hu yeah, hu yeah. Thấy ghê quá mấy chị ha. Đáng yêu quá hả? Thích hả? Thật sự luôn á, những người nào mà quý Nhi á thì nhìn Nhi khùng khùng điên điên vậy thì thích. Còn những người nào mà ghét Nhi, nhìn Nhi khùng khùng điên điên vậy đó, chửi Nhi là con đĩ điên. Nhưng mà Nhi cũng không quan tâm. Cuộc đời chúng ta sống thì đôi khi là phải điên một chút xíu. Hú hồn giật mình. Hồi nãy mới hù thằng kia xém gớt cầu thang rồi đó. Hồi nãy mới hù thằng em xém gớt cầu thang tụi nó chết rồi đó. Hôm nay không có sale son, nhưng mà hôm nay sale một cái thứ rất là thần thánh, nên là đợi cả nhà mình vào đông đi ha. Hôm nay vừa sale vừa tặng hàng luôn. Hôm nay là vừa sale vừa tặng hàng cho mọi người luôn, dễ thương hả? Nếu mà mọi người cảm thấy em dễ thương, nếu thích em thì anh hãy nói quá ai đi. Nếu mọi người thích gì mọi người hãy nói quái đi, gì đi. Khu thị Bích Ngọc, hello em. 12 giờ đêm like với mặt nạ đó đi chị, chắc ỉa đái hết quá em ơi. 12 giờ đêm mà chị bật livestream lên mà chị like mà chị để nguyên cái mặt đó chắc cho mọi người chết luôn á, chứ đừng nói chị mà sống nha. Thật sự luôn, nếu mà chị like giờ đó mà chị để cái này lên là nhìn là cười ỉa luôn á, cười xỉu luôn á. Bà giật một cái hú hồn, bà giật một cái hú hồn luôn. Nhiều khi tự mình tôi nhìn cái mặt nạ đó tôi còn sợ nữa đó nha. Có mát đá mà không không. Hôm nay Nhi sẽ sale một sản phẩm của Jenny, là mọi người vào livestream đông đi, Nhi sẽ sale cho mọi người nha. Cả nhà mình vào livestream đông nha, mọi người ơi share livestream nha. Chị ơi, bữa em ngủ mơ thấy em được đi ăn đám cưới chị hả? Tí rớt điện thoại chị Nhi xin nè, cảm ơn cái gì hả em, đâu có gì đâu sợ. Mấy cái mặt nạ bằng mũ này có mẹ đâu sợ. Nó hơi đáng sợ thôi. Nhìn Nhi giống nó không? Thấy kìa. Hả, à, Nhi cười giống nó nè. Sợ không? Sợ không? Chị nói chuyện dễ thương, ừ đúng rồi, nói chung là bình thường mà không ai chọc, không ai ghẹo, không ai chửi là rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Nhưng mà chỉ cần có một cái quỷ ma quần què nào thôi là tao nó đụ má nó vô mà nó chửi bung nóc bung mồng, chửi đụ má má nó chửi mà chừng nào mà cái mà kêu mà cái não của nó nhăn lại luôn mới chịu đó. Quá ai nè, quá ai nè, quá ai nè, quá ai nè. Chị nói chuyện em rất là ghiền luôn. Yến ơi lấy giùm chai nước với cái ly coi. Hello Họa Tâm nha, lúc nào thấy chị là điện thoại em lại hết pin, ủa sao kỳ vậy em? Em phải sạc pin sẵn sàng đầy đủ tất cả các thứ để đợi chị like, để em vào livestream em xem chị chứ nha. Em nhớ người yêu em quá, phải làm sao cái gì vậy tay phanh? Một ngày thì em la người yêu em bỏ em rồi, một ngày thì em la em nhớ người yêu, sau ngày nào em gặp chị em cũng những câu lảnh quảnh gì vậy bé? Đối với chị là cuộc sống là đàn ông cũng rất là quan trọng, nhưng mà cuộc sống của chúng ta cũng phải đừng nên phụ thuộc vào đàn ông nhiều quá nha. Thấy bà lúc nào cũng vui, ừ cuộc đời mà sống đâu có bao nhiêu lâu đâu, vui còn không hết nữa, có đâu mắc mớ gì, tụi mình cứ phải xàm hoài chi cho nó khổ cái thân nha. Giảm cân thì Nhi đang sử dụng là bên Facebook của bạn Đặng Yến Nhi nha mọi người nha.
làm một clip chửi đi chị ơi, dạo này chị chẳng có chủ đề gì để chửi hết trơn chị. Các bạn có thể có góp ý chị một cái chủ đề nào mà gây gắt ở trong cái xã hội đâu không, chị sẽ chửi nha. Hú hồn luôn hả, sợ không, liêu liêu mọi người. Hết Halloween rồi mọi người vẫn còn sợ những cái con vật đáng sợ đó. Đã hết Halloween rồi mà trời đủ má lông mi chó, bên đây bấm cái nó cong, bên đây bấm nó không cong vậy. À, biết tới chị Nhi là bả giới thiệu các kiểu tướng chạy xe. Cái kiểu tướng chạy xe hả? Nói chuyện rất có duyên, chửi thì rất là hay. Cảm ơn chị nha. Nhi ơi, kêu tên mình đi, hello Diệu Hồng nha. Da mặt khô mụn cám xài cái gì hả? Da mặt khô mụn cám bạn nên xài mát nhiều lên. Da mình có vẻ là bị thiếu cái sự chăm sóc á, nên đắp mát nhiều lên một tí nha. Kêu cái mặt hạnh phúc tràn về luôn hả? Có cây uống tóc không còn nha. Chị coi like chị là hết buồn liền, chính xác. Phăng 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 phăng. Phăng 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 phăng. Sợ chưa, sợ chưa. À, chữa mấy con mẹ bơm hàng á, trời mấy con là đầu trâu óc chó rồi, chữa nó hoài cũng vậy em ơi. Chị bán hàng đây chị chửi hoài luôn á. Chị có một cái đội ngũ nhân viên mà cũng đỉ nó bơm hàng là gọi là từng đơn chửi cho đủ má. Chị bá chửi muốn tàn mạc con người ta luôn, bá chửi mà đủ má muốn đau đầu nhức óc luôn á. Chị có bà chị ghê gớm lắm. À, dầu xả. Dầu xả 165.000 có chị khô tóc với rụng tóc sau sinh không? Dầu xả là nó sẽ trị được vấn đề khô tóc và nó sẽ giảm tối thiểu cái lượng tóc rụng. Còn chị nào mà muốn trị rụng tóc thì mua cặp dầu gọi 220 nha. Mọi người ơi, share livestream nha mọi người nha, share livestream. Bây giờ nha, Nhi mà dơ cái sản phẩm đó lên Nhi sale là cả nhà mình đặt hàng nhanh và liền nha, tại vì cái số lượng này Nhi còn rất là ít. Tắt chưa? Lấy nước, kêu nói chị Xuân lấy một chị ly chai nước lạnh với cái ly không bên đây. Nha mọi người nha. Bây giờ mọi người nha, bắt đầu nha mọi người nha. Bây giờ Nhi bắt đầu nha, Nhi đưa lên là Nhi sale là cả nhà mình đặt hàng liền nha. Hôm nay Nhi sẽ sale cho các bạn là serum chuyên tái tạo da của thương hiệu Jenny. Hôm nay Nhi sẽ sale cái serum vitamin C chuyên tái tạo da cho các bạn nha. Và hôm nay cả nhà mình sẽ mua được với giá là 150.000 cho một chai serum vitamin C này. Và mọi người sẽ được tặng kèm ngay vào liền là một cái hũ tắm trắng phay Galaxy trị giá 175 này. Và được tặng kèm thêm một mask nữa, tức là cả nhà mình mua một cái chai serum này, mình được tặng kèm tới 2 phần quà luôn, là Nhi chỉ chốt cho 100 bạn đầu tiên thôi. Đó là ai đặt hàng comment nhanh lên giùm Nhi. Và cái tinh chất serum vitamin C này là gì? Nó là một trong những loại serum chuyên về trắng da nè, trị nám, trị tàn nhang, và đặc biệt trong đây có một cái thành phần tinh chất là dịch tóc sên, giúp cho các bạn thu gom còi mụn, làm giảm nhân mụn và trị mụn một cách tối đa luôn. Nên là ai đặt hàng comment nhanh lên giùm Nhi. Và cái serum vitamin C của Jenny này bảo đảm với các bạn luôn là cực kỳ căng bóng da mặt. Nên là ai đặt hàng comment nhanh lên giùm Nhi. Và tinh chất serum ngày hôm nay Nhi sale cho các bạn là cực kỳ đậm đặc. Ai đặt hàng comment nhanh lên giùm cô gái nha. Đây các bạn dòm nha, serum là cực kỳ đậm đặc luôn. Chỉ cần một giọt chúng ta sẽ thoa được hết khắp mặt. Một chai serum này Nhi sale cho các bạn có thể xài được là từ 1 tháng rưỡi nha các bạn nha, từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi. Ai đặt hàng comment nhanh lên giùm trong livestream này giùm Nhi nha mọi người nha. Ai đặt hàng comment nhanh lên giùm Nhi. Ai đặt hàng thì comment giùm Nhi là một chai kèm số điện thoại. Các bạn sẽ được tặng kèm ngay vào liền là một cái tấm trắng dành cho face. Cái tấm trắng dành cho face là cái gì? Bình thường là cái body của mình có những cái loại tấm trắng dành cho body, thì đây là một trong những cái hũ. Đây là một trong những cái hũ tấm trắng dành cho da mặt của chúng ta, nó sẽ loại bỏ những sắc tố đen, những sắc tố không được trắng trên da mặt của mình, mang về một làn da trắng hồng tự nhiên. Ai đặt hàng comment một chai kèm số điện thoại giùm em ngay và liền. Đặt hàng chỉ cần comment một chai kèm số điện thoại nha. Bạn nào lưu ý, nếu bây giờ đang comment mà chưa có số điện thoại, bổ sung số điện thoại ngay và liền. Như chỉ chốt cho 100 bạn đầu tiên thôi. Ai đặt hàng nhanh thì mình còn, ai đặt hàng chậm thì mình hết, nhanh tay giùm Nhi nha. Bảo đảm với mọi người luôn, xài cái serum này trong vòng 3 đến 5 ngày da mặt của các bạn cực kỳ căng bóng, cực kỳ trắng sáng. Bạn nào từ 3 đến 5 ngày mà xài không được căng bóng, không được trắng sáng, thương hiệu Jenny, tức là bạn Lê Nữ, sẽ hoàn tiền lại cho mọi người luôn. Ai đặt hàng comment nhanh lên giùm cô gái ngay và liền đi mấy bạn ơi. Ai, các em nào, các chị nào đặt hàng lưu ý giùm Nhi, nếu như chưa có số điện thoại, cả nhà mình lưu ý giùm Nhi, comment cho Nhi là một chai kèm số điện thoại nha mọi người nha. Chân chân bên bệnh nó có cái gì mà để quầy được không? Ai đặt hàng comment giùm cô bé nha. Dạ hôm nay Nhi đẹp và cảm ơn mọi người nha. Hôm nay tôi một mình ngồi đây rất xinh.
Hỏi chị Sưng á, ngày hôm qua dọn đồ chị trên bàn chị có bịch tăm á, chị để đâu lấy bịch tăm cho chị cũng được. Dạ mấy chị ơi, đặt hàng comment nhanh lên giùm cô gái nha. Hôm nay được tặng kèm là một chai si gum 150.000 nè, đang sale nè ha. Còn được tặng kèm một cái hũ tắm trắng phay Galaxy dành cho mặt nha. Cái tắm trắng phay Galaxy này là dành cho những chị nào đang bị rất là nhiều nám, rất là nhiều tàn nhang, hoặc là các chị nào da mặt mình không được trắng hoặc là xài kem ngoài không trắng, thì một tuần tắm trắng phay cho em 2 lần thôi, bảo đảm da mình cực kỳ trắng sáng. Còn được tặng kèm thêm một cái mặt nạ đắp mask siêu nhân, tức là chị thông quần mắt luôn. Và hôm nay một chai này đang sale với giá là 150.000, được tặng kèm hai phần quà tặng nữa như chỉ sale và chốt cho 100 bạn đầu tiên. Ai đặt hàng comment giùm Nhi 150.000, Nhi chỉ sale và chốt cho 100 bạn đầu tiên nha. Và sản phẩm này Nhi nhấn mạnh với mọi người luôn, Nhi không có bán, cái này là Nhi sale giùm bạn Lê Nữ, cái này là Nhi bán giùm Lê Nữ, nên là ai đặt hàng comment nhanh lên giùm cô gái đi mọi người ơi. Không inbox nha, không inbox nha, tại vì cái này là Nhi không có bán, cái này là của bạn Lê Nữ nha. Các bạn nào xài serum rồi mà mình xài kết hợp thêm kem nữa là bao với mọi người luôn, là da mình cực kỳ xinh, da mình cực kỳ đẹp. Ai đặt hàng comment nhanh lên giùm em là một chai kèm số điện thoại nha. Bây giờ em sẽ cho mấy chị xem luôn cái tinh chất tắm trắng phay Galaxy mọi người được đặt bên trong nó có cái gì ạ. À? Đây mấy chị dòm giùm em nha. Ai đặt hàng comment giùm em nha. Cái serum vitamin C này nó có công dụng giúp cho các chị là trị da, là giúp cho các chị là trắng da, trị nám, trị tàn nhang, đặc biệt là trị đốm nâu trên da và thâm do mụn để lại. Trong đây mình có một cái thành phần là tinh chất dịch cốc sên giúp cho các chị thu gom còi mụn và làm giảm nhân mụn một cách tối đa. Nên là các chị em nào ngày hôm nay đặt hàng này thì đặt nhanh lên giùm cô bé nha. Hôm nay chỉ sale duy nhất một ngày hôm nay thôi, là cả nhà mình mua hàng và nhớ share livestream của cô bé ở chế độ công khai. Cả nhà mình nhớ vui lòng giúp em nha. Muốn mua được giá sale này thì nhớ share livestream của em ở chế độ công khai. Để mình được tặng kèm ngay và liền là một cái tấm trắng phay Galaxy. Cái tấm trắng này, cái hộp tấm trắng này là dành cho da mặt nha mọi người nha. Và cái mask này dùng đắp cho dùng mắt luôn. Ai đặt hàng comment giùm em là một chai kèm số điện thoại. Chị nào có số điện thoại là em sẽ chốt, chị nào không có số điện thoại là em không chốt nha. Đây mấy chị dòm giùm em nha, đây là cái tấm trắng phay Galaxy này của mình. Thì ở đây nè, nó rất là dễ bị lóng cặn, là các chị nhớ giùm em. Nè mấy chị thấy không, trong quá trình vận chuyển là do những cái bột vụn kim cương nó rất là nặng, những cái bột vụn kim cương lấp lánh nó rất là nặng, nên là cả nhà mình nhớ là trước khi xài mình nhớ khuấy đều lên cho cô bé nha. Nhớ khuấy đều lên giùm em nha mấy chị yêu nha. Ai đặt hàng comment giùm em nha. Đây mọi người dòm nè, đó mọi người thấy không, đây là cái tấm trắng phay Galaxy dành cho mặt nè. Trong đây mình chứa thành phần tinh chất là lụ đỏ nè, thành phần botox nè, và đặc biệt là chứa cho mình là những cái bột vụn kim cương giúp cho các chị là cực kỳ trắng sáng cái làn da mặt của mình luôn. Ai đặt hàng comment giùm Nhi nha mấy chị nha. Chị Trang Thùy nè, chị Trang Thùy bán nước hoa rẻ vừa túi tiền mà xài thơm bát ngát, em cảm ơn mấy chị nha, đã review quá chất cho em luôn. Ai đặt hàng comment nhanh lên giùm em nha. Chỉ sale ngày duy nhất ngày hôm nay thôi. Đây các bạn dòm nha, mua một cái chai serum vitamin C. Hôm nay nè các bạn dòm giùm Nhi nha, một chai serum vitamin C của thương hiệu Jenny. Hôm nay Nhi sale là tinh chất serum vitamin C của thương hiệu Jenny, giá là 150.000. Và hôm nay mọi người chỉ cần mua hàng và share livestream của Nhi nha. Trời bạn thương võ ơi, chị thấy em sầm lồn quá. Chị nói thật luôn nha, thấy em sầm lồn quá. Tự nhiên cái chị Nhi lúc trước sinh mà nay có chồng tàn xấu quá. Đúng rồi, tại vì đủ mỗi đêm đủ 5 cái lận em nên là phải tàn rồi. Em sầm lồn quá. Chị vậy tàn chắc em đẹp quá em. Chị vậy tàn chắc em đẹp ha. Chúc mừng em đẹp nhất cái nước Việt Nam này nha cưng nha, đi thi hoa hậu đi. Tự nhiên đứng lồn ghê vậy. Đứng lồn. Đây mọi người dòm giùm nha, đây là cái tinh chất, đây là cái tinh chất serum vitamin C chuyên tái tạo da nha mọi người nha. Đây là serum vitamin C chuyên tái tạo làn da của chúng ta. Những chị nào đang bị da nám nè, da tàn nhang nè, đốm nâu nè, hoặc là da chúng ta không được căng bóng, không được trắng sáng, và đặc biệt là những bạn nào da mụn thì chúng ta sử dụng cái serum là cực kỳ luôn. Ai đặt hàng comment giùm Nhi, mặt bạn nào nhiều mụn vẫn sử dụng được bình thường nha mọi người nha. Hôm nay cả nhà mình mua hàng share livestream ở chế độ công khai thì Nhi sẽ tặng kèm cho các bạn ngay và liền một cái tấm trắng phay Galaxy dành cho mặt luôn nha các bạn nha. Ai đặt hàng comment nhanh lên giùm Nhi nha. Chỉ sale duy nhất một livestream này thôi. Bạn nào đặt hàng trước thì Nhi chốt trước, bạn nào không có thì Nhi không chốt nha. Đúng rồi, cái này mình vừa trị mụn nè, vừa trị nám, vừa trị tàn nhang luôn. Ai đặt hàng comment nhanh lên giùm Nhi nha mọi người nha. Chỉ sale duy nhất một ngày hôm nay thôi. Đây mọi người dòm giùm Nhi nha. 150.000 nhận về cho mình tổng cộng 3 sản phẩm nha mọi người nha. 150.000 nhận về cho mình 3 sản phẩm, hôm nay sale khủng cho mọi người luôn. 150.000 nhận về cho mình 3 sản phẩm là một cái serum vitamin C, một cái tấm trắng phay Galaxy và một cái mặt nạ dành cho mắt, trị thâm quầng mắt luôn. Ai đặt hàng comment nhanh lên giùm Nhi là một chai kèm số điện thoại nha. Combo này hôm nay chỉ còn có 150.000 thôi cả nhà ơi. Mọi người hôm nay đặt hàng là Nhi sale rẻ cho mọi người luôn. Ai đặt hàng nhớ share livestream của Nhi ở chế độ công khai để được mua hàng với giá này nha mọi người nha. 3 món chỉ còn có 150.000 thôi. Một cái tấm trắng phay Galaxy 175.000, một cái serum vitamin C
trị giá là 150.000. Tổng cộng hai thứ này còn tới 300 mấy ngàn lần, nhưng mà hôm nay sale còn có 150 thôi. Ai đặt hàng nhanh chóng thì mọi người sẽ có hàng trước nha mọi người nha. Dầu gọi chanh xả Nhi còn nha, bạn nào đặt hàng inbox cho Nhi nha. Ai đặt hàng comment giùm Nhi nha. Và cái này Nhi nhấn mạnh với mọi người là Nhi không có bán. Cái này Nhi mua trực tiếp từ Facebook của bạn Lê Nữ, là cả nhà mình muốn một cái combo sale như thế này. Mọi người nhớ share livestream của Nhi và đặt hàng trực tiếp trong live là một chai kèm số điện thoại giúp Nhi đi mọi người ơi. Đặt hàng nhanh lên nha mọi người nha. Như chỉ sale cho 100 bạn đầu tiên thôi nha. Ai đặt hàng nhanh thì còn, mình chậm tay là mình hết nha cả nhà yêu nha. Chị Trâm Anh ơi, chị đừng inbox cho em, inbox cho Lê Nữ giúp em nha. Mọi người ơi, sale rẻ luôn nha mọi người nha. Mọi người vào live stream nhanh đi nha. Hôm nay Nhi sale rẻ cho mọi người là mọi người rẻ luôn nha mọi người nha. Ba sản phẩm giá 150.000 nha. Ai đặt hàng comment giùm Nhi là một chai là được nha mọi người nha. À Trúc Ly ơi, em muốn lựa dầu thơm thì em cứ vào Trang Bay em lựa đi, rồi em inbox cho Trang Bay giúp chị nha. Như thế hết tất cả mọi người nha. Mọi người thả tim cho Nhi được không ạ? À? Trời, đứa nào anh lấy kẹo không tao cơ bay. Em ăn kẹo hỏi đỡ luôn, tao quên kẹo bảo hành. Đặt hàng nhanh lên mọi người ơi, đặt hàng nhanh lên đi mọi người ơi. Mọi người ơi nhanh lên nha, ba sản phẩm giá 150, ba sản phẩm giá 150 nha. Một serum vitamin C, một cái tấm trắng phay Galaxy dành cho da mặt luôn, một cái mặt nạ trị thâm quầng mắt luôn. Cả nhà mình ai đặt hàng comment nhanh lên giùm Nhi nha. Và đặc biệt mọi người mua từ 3 combo như thế này, mọi người mua từ 3 chai là mình sẽ có giá sỉ, mình sẽ còn là 130.000 một chai, mà mình vẫn được tặng kèm thêm 6 phần quà tặng nên là rất là hấp dẫn. Ai đặt hàng comment giùm Nhi nha mọi người nha. Đây, bỏ ra 150.000 mọi người nhận về cho mình ba sản phẩm là một chai serum tinh chất vitamin C chuyên dòng trị nám, trị tàn nhang và trị mụn. Và đặc biệt nữa, chúng ta nhận luôn một cái tấm trắng phay Galaxy dành cho những chị em nào mà xài kem hoài không trắng nè, hoặc là các chị đang bị rất là nhiều nám, bị rất là nhiều tàn nhang, cả nhà mình xài vô là cực kỳ ok, cực kỳ đã luôn. Và một cái đa mắt mặt nạ trị thâm quầng mắt luôn. Ai đặt hàng thì cứ comment giùm em là một chai cho dễ chốt đơn nha mấy chị nha. Ai đặt hàng thì comment giùm em là một chai để cho dễ chốt đơn nha. Mà mấy chị dòm nè, cái chai serum trong cái combo này là cực kỳ đậm đặc luôn. Mấy chị dòm nè, đây, cái chai serum này là cực kỳ đậm đặc luôn. Mọi người dòm ha, cái tinh chất serum là cực kỳ đậm đặc luôn. Đây là một trong những cái serum tế bào gốc chuyên thay đổi làn da của chúng ta nha mọi người nha. Mọi người thấy không, cực kỳ đậm đặc luôn. Một chai gì mình xài rất là lâu nha. Đúng rồi, cái tấm trắng này là tấm trắng phay dành cho mặt nha mọi người nha. Tấm trắng Galaxy dành cho mặt. Bạn nào đặt hàng thì có thể inbox trực tiếp cho Lê Nữ giúp Nhi, hoặc là mọi người mua trực tiếp trong livestream này giùm Nhi cũng được nha mọi người nha. Inbox cho Lê Nữ nha, Lê Nữ là giám đốc của công ty Jenny nha mọi người nha. Giờ thì các bạn đặt hàng nhanh tay nhanh chân lên giúp Nhi nha. Mọi người ơi, thả Nhi xin một tràng tim ngập tràn đi mọi người ơi. Hôm nay mọi người có chuyện gì vui không kể Nhi nghe đi mọi người. Mọi người hãy cố gắng làm quen với con mắt của Nhi, là sau này là Nhi sẽ hạn chế gắn len lại. Hiện tại là con mắt của Nhi nó không có gắn len á, là mọi người nhìn là nó sẽ hơi ngộ ngộ, lạ lạ, nhưng mà từ từ là mọi người sẽ quen thôi nha. Ai đặt hàng comment nhanh lên giùm cô gái đi mấy chị yêu ơi. Đặt hàng nhanh lên trong livestream này giùm em nha mấy chị nha. Cái tấm trắng phay Galaxy là xài cực đã luôn. Ai đặt hàng comment giùm em nè. Ai đặt hàng có thể comment giùm em là một combo nha. Combo 3 món 150 nha mấy chị nha. Combo này là 3 món nè, mọi người bỏ ra 150 nhận về cho mình tổng cộng là 3 sản phẩm nha mọi người nha. Combo 150 nhận về cho mình 3 sản phẩm. Chị thấy em nha, Cao Thị Thơm nha. Chị thấy em nha. Ai đặt hàng comment nhanh lên đi mọi người ơi. Ai đặt hàng comment nhanh lên giùm em nha mấy chị nha. Ờ chị cho một đứa chết inbox nha chị. Có cho ai chết inbox không? Ủa sáng giờ chị có xử lý đơn hả? Chị làm cái gì vậy? Dạ không, hôm nay em chỉ sale một loại thôi mấy chị nha. Hôm nay em chỉ sale một loại thôi nha mấy chị yêu nha. Hôm nay chỉ sale một loại của Jenny thôi nha mấy chị nha. Nếu mà chị em nào mình ở Hà Nội á, thì từ 3 đến 4 ngày hoặc 5 đến 6 ngày là mình nhận được nha. Cái này xài ok lắm mọi người ơi, thấy chưa? Chị Hồ Thị Ánh Tuyết chị có xài đó mọi người ơi. Nói chung là cái sản phẩm này là bên thương hiệu Jenny, là của bạn Lê Nữ đang là boss, thì bạn Lê Nữ sẽ ship toàn quốc luôn. Nên là cả nhà mình cứ yên tâm nha. Đúng rồi, cái tấm trắng phay Galaxy này mình dùng cho da mặt, và cái serum vitamin C này mọi người cũng dùng cho da mặt luôn. Ủa
không đọc tên ai mua được hay chưa vậy em? Các chị cứ yên tâm, hồi nãy giờ các chị cứ comment có số điện thoại là em đã chốt rồi nha mấy chị nha. Đúng rồi, 3 món 150, 3 món 150, cái combo này dành cho da mặt. Cái combo này là dành cho da mặt của mình bật tông trắng sáng nha mấy chị nha. Cái combo này dành cho da mặt là bật tông trắng sáng. Cái này là, đây là cái trên tay em là cái gì, đầu tắm trắng Face Galaxy trị giá 175.000. Cái này một tuần mấy chị xài là từ 2 đến 3 lần thì nó giúp cho mấy chị là loại bỏ những sắc tố nám nè, những sắc tố tàn nhang nè, và đặc biệt là những sắc tố thâm do mụn để lại luôn, loại bỏ tế bào da chết cho mọi người luôn. Sau đó mọi người sử dụng tinh chất vitamin C serum này mỗi ngày thì nó làm cho da mặt mình căng bóng và trắng sáng, và đặc biệt trị nám, trị tàn nhang, trị mụn cho mọi người luôn. Cái combo này là combo bật trong trắng sáng dành cho da mặt nha mọi người nha. Ai đặt hàng có thể comment giùm như là một combo kèm số điện thoại, và mình còn được tặng kèm là mình sẽ có luôn một cái đắp mặt, đắp má, đắp mắt nè, cái đắp mắt này nè, Galaxy nha. Yêu cái gì à? Yêu Trang ơi, em inbox cho Trang bay giùm chị nha. Em inbox giùm chị nha mấy bạn nha, inbox nha. Hoàng Thị Nga ơi, comment số điện thoại nha. Đây nè mọi người nha, một combo 3 món 150, combo 3 món 150. Ai đặt hàng comment nhanh lên giùm Nhi nha. Một set như thế này là 150 3 món nha mọi người nha. Ai đặt hàng thì comment giùm Nhi là một set cũng được hoặc là một combo cũng được. Ai đặt hàng comment nhanh lên giùm em đi các chị yêu ơi. Dạ tiền ship thì em không biết nha, tùy theo khu vực nha, tại vì cái này là do bạn Lê Nữ, bạn Lê Nữ ship nha mấy chị nha. Ai đặt hàng comment nhanh lên giùm cô bé đi mấy chị ơi. Cái này chị em nào đang mang bầu nè, đang mang thai cho con bú sử dụng bình thường nha các chị yêu nha. Sử dụng thoải mái vô tư nha mọi người, thả tim cho Nhi đi mọi người ơi. Dạ không, tối nay mấy chị muốn mua sữa tắm trắng tối nay em mới bán nha. Chị em nào muốn mua sữa tắm trắng là tối nay cô gái mới bán nha mấy chị nha. Hôm nay là buổi trưa này là em sale cái combo face này cho mà da mặt của mấy chị nha. Siêu đã luôn á mấy chị ơi. À mấy chị có chuyện gì tâm sự và trò chuyện với em không mấy chị yêu ơi? Chị ơi có bí quyết gì hết mập không, là mình sử dụng thuốc giảm cân á em. Nếu bạn nào muốn hết mập là mình phải sử dụng thuốc giảm cân á bé yêu. Dạ ai đặt hàng comment giùm như nha, sản phẩm xài nào xài cũng ok lắm em ơi. Dạ em cảm ơn mấy chị đã yêu mến em nha, em cảm ơn mấy chị yêu rất là nhiều. Mấy chị đặt hàng comment giùm em nha. Bộ dầu gội chanh xả như vậy chị, bộ dầu gội chanh xả bên Nhi đang bán với giá 220.000 cho mọi người nha. Hôm nay mọi người thấy Nhi xí hơn mọi ngày là tại vì Nhi không có gắn len, nên là mọi người vui lòng giúp Nhi hãy làm quen với hình ảnh này đi, tại vì mỗi lần Nhi gắn len vô bây giờ là con mắt Nhi nó bị mờ đó. Chị xem chị là vui rồi, thuốc giảm cân sử dụng sao chị với chị Nhi, em inbox cho Đặng Yến Nhi giúp chị nha. Em inbox cho Đặng Yến Nhi giúp chị nha cô bé nha. Mọi người đăng inbox cho Đặng Yến Nhi nha. Chị ơi có bầu rụng tóc như bị hói luôn á, có cách nào chị em xài dầu gội thiên về thiên nhiên một chút xíu đi em nha. Dạ hôm nay một cái combo em đang sale cho mọi người giá là 150.000. Một combo như thế này giá là 155.000 nè mấy chị ơi. Hôm nay em sale cho mấy chị là một combo này giá là 150.000 nha các chị yêu nha. Đây mấy chị giờ em nha, đây là cái tinh chất đây là cái tinh chất serum vitamin C. Thì cái tinh chất serum vitamin C này nó sẽ cải thiện và nó trẻ hóa làn da của các chị, dành cho những da chị nào mình đang bị rất là nhiều nám nè, bị rất là nhiều tàn nhang nè, và mình bị thâm do mụn để lại. Với lại các chị yêu nào mình đang bị chẳng hạn như là cái vấn đề mà chẳng hạn như là các chị bị da mặt mình không được căng bóng nè, lỗ chân lông mình to, thì mình xài cái serum vitamin C này là cực kỳ ok đó mấy chị ha. Thì sau đó mình sẽ xài cái này là cái gì, đây trên tay em là cái tấm trắng Face Galaxy dành cho da mặt. Thì cái tấm trắng này là có những chị em nào ở mình xài kem hoài mà da mặt mình không có trắng lên được thì các chị xài cái này cho em, hoặc là các chị mình đang bị rất là nhiều nám, rất là nhiều tàn nhang, các chị xài cái này nó sẽ trị nám, trị tàn nhang cho các chị luôn. Và ở đây mình sẽ có một cái mặt nạ đắp dành trị thâm quầng mắt, thì các chị xài nguyên một cái combo này là nó là một cái combo bật tông trắng sáng dành cho da mặt nha các chị yêu nha. Ai đặt hàng thì comment giùm em. Thì cái combo này hôm nay em đang sale cho mấy chị còn giá là 150.000 nha các chị nha. Đây mọi người giùm Nhi nha, là 100 là một cái combo 3 món như thế này là 150.000 nha các chị yêu nha. Mặt bạn bị mụn cám nhiều quá thì em nên thường xuyên lột mụn, mà mình bắt đầu mình xài tích hợp serum, mà mình xài tích hợp những cái loại mà chị đang sale cũng rất là ok nha em gái nha. Ai đặt hàng thì comment nhanh lên giùm em đi mấy chị yêu ơi, hãy yêu mến em đi nha. Con đỉ mẹ mày Phùng Nguyễn, tao nói mày nghe là con chó. Đúng rồi, tao khùng mày tỉnh, mà tao thiết nghĩ á, một đứa khùng như tao á, vậy mày làm gì mày phải bận tâm, mày vô mày coi livestream tao chi rồi mày bình luận tao. Tao nói mày nghe nè, mày để hình avatar con cái mày lên á thì mình là đàn bà rồi đó, thì mình ăn nói sao cho coi được chút xíu con đỉ chó. Tao nói mày nghe nè, tao mắc mớ gì tới mày hả? Tao chửi cha mắng mẹ mày hay gì mày chửi tao khùng, mày chửi tao điên, hay tao đủ má tao lấy cước tao chay lên đầu cha đầu mẹ mày mày chửi tao
hả, con đĩ lồn. Đúng rồi, tao khùng dữ lắm ha, tao khùng dữ lắm nhưng mà tao biết kiếm tiền, tao nuôi sống cuộc sống tao, nuôi cha nuôi mẹ tao. Cha mẹ tao không có gia môn bất hạnh như cha mẹ mày, để cho mày đủ má miệng lồn miệng thúi đi vòng vòng kiếm chuyện cho chúng chửi trên đầu cha đầu mẹ chửi xuống như mày, biết không con đĩ chó ha, con đĩ lồn, con đĩ nghiệp. Ở không không muốn, đủ má ở không cho người ta dạ thưa đéo muốn, ta tươi cười đéo muốn, để chúng chửi xói xả trên đầu cha đầu mẹ mình chửi xuống mới vừa. Con đĩ chó đéo, đĩ chó đụ ganh với tao hay gì, đủ má mày ganh tới chết cũng đéo đẹp được như má mày đâu, đĩ riêng. Ủa em chửi tới mạng đứng luôn hả mấy chị, thấy hết tất cả mọi người luôn nha. Em tưởng là đủ má em chửi xong mạng đứng luôn chứ, hên ghê chưa đứng nha. Đúng rồi, đủ má em bán hàng cũng yên với mấy đĩ bệnh hoạn, làm như chưa nắng, đủ má đứng lồn bất nhơn ngày sao mấy đĩ cắt đảng âm binh. Đủ má mấy đĩ đi cắt cục mút, để cục mút đủ má dội vô cái đèn dội ngược vô mặt tao, mặt tao vàng khè như bệnh gan vậy đó mấy con đĩ. Dạ chị nào đặt hàng cứ comment giùm em là một combo nha mấy chị nha, sale cho 100 chị đầu tiên, nhưng mà nãy giờ chắc cũng cỡ 100 chị đầu tiên nữa, mấy chị đặt hàng nhanh lên giùm em nha. Nhiều đĩ nó nghiệp lắm mấy chị ơi, đàn bạn gái với nhau không mà đá nó. Chị Nhi ơi, thôi em ơi, đáng nó bắt mình ở tù sao mình chửi nó bằng cái miệng được rồi, nó ra đường nó quýnh mình nó kêu công an bắt nó chứ. Thời buổi này đừng có nên hổ báo quá, đừng có nên hung dữ quá đó, mình không có nên đánh người, đánh người là ở tù, mình để nó đánh mình đi, mình cho nó ở tù chết mẹ nó một lần cho nó biết nghe. Em thích chị lắm đó nha, cảm ơn em nha. Hôm nay là bán serum, 150.000 sale, được tặng kèm một cái tấm trắng phay Galaxy và một cái đắp mát nha mọi người nha. Không, mới vừa nói mấy anh đĩ đưa cái hộp mút luôn nữa. Thôi kệ mẹ, cắt đi mấy má, cắt đi mấy má, má đừng đứng lồn, má cắt đi. Chị hiểu không, cái này là cái là gọi là cái gì, photo học. Là cái ánh đèn mà nó dạ quang như một cái gì màu trắng nó sẽ hắt lên mặt của mình. Hay quá Nguyễn Di ơi, cảm ơn em nha, mấy anh đĩ nó phải chửi nó như vậy á. Đủ má, thời buổi này ta lo đi kiếm tiền, đi vô chửi người ta khùng, chửi người ta điên, chửi người ta cái này cái kia, mà trong cái đó đủ má, tao kiếm được tiền cho nuôi thân tao được rồi. Đủ má gì, tính ra là mình đủ má người bình thường, mình thua đứa khùng như tao để kiếm ra tiền. Vô đủ má ngồi soi mói tâm tư tao, biết tao khùng xăm soi tao chi dân đĩ lồn. Dạ đúng rồi, cái combo mà em mới vừa sale cho mấy chị là dành cho da mặt nha mấy chị nha. Cái combo em đang sale cho mấy chị là dành cho da mặt nè mấy chị nha. Đây một cái tấm trắng phay Galaxy dành cho mặt nè, rồi một cái mặt nạ nè chị thâm quầng mắt nè, một cái serum vitamin C nha. Tối nay chị like sản phẩm gì vậy chị, khoảng mấy giờ để em đón em xem. Nếu mà tối nay nếu mà Vinh Vinh shop chị rảnh đó thì chị like khuya lắm, tầm 11-12 giờ. Tối nay chị like thuốc đặc chim. Chị nói không có gì nè chị, không có gì hả. Hello em Trần Tươi nha, mọi người ơi, mọi người share live stream nha. Mình đặt hàng hôm thứ bảy mà sao giờ chưa thấy đến gì, ra thứ mấy rồi. Chị đặt cái gì vậy chị yêu? Chị inbox lại cho shop em được không chị Hồng Hoang? Chị inbox lại cho shop em được. Ở nhà này có ai có cây dũng tay không bay? Ủa chị Xuân nhà chị dưới làm gì vậy? Mình còn giờ còn làm gì vậy? Ok, cả nhà mình chỉ cần có số điện thoại là bên Nhi sẽ chốt nha. Cả nhà mình chỉ cần có số điện thoại là Nhi chốt nên là mọi người cứ yên tâm nha. Có số điện thoại là Nhi chốt nha mọi người nha. Kêu tên em đi chị ơi hả? Gọi tên em trong đêm, trái tim buồn xót xa. Người yêu ơi có hay những năm tháng em đem bên người. Má nhiều khi em hát em không biết em hát cái cục cứt heo gì luôn á mấy chị. Thuốc đặc tờ chim. Em ở An Giang lận ship phí sao? Trời ơi, cái này là các bạn inbox cho Lê Nữ nha. Cái này Nhi bán, cái này là Nhi sale dùm Lê Nữ nha mọi người nha. Hà chị Hồng Hoang ơi, đặt kem móc hả chị, inbox lại đi. Chắc là hàng bên em giao đi hết rồi chị ơi. Ship đang giao đó chị ơi, ship đang giao đó chị yêu ơi. Combo 150.000 nha cả nhà nha. Combo là 150.000 nha mọi người nha. Mọi người chuẩn bị di dời vị trí, Nhi đã gần xong. Hello Tuyết Nhi nha. Phan Sĩ đứng lên cái mọi người ơi. Em muốn anh đưa em về. Về. Hồi nào hát cái chị gì lên hát em đặt rồi mà sao không nghe chị. Ok à, cả nhà mình chỉ cần comment có số điện thoại là bên Nhi đã chốt đơn hàng nha. Cả nhà mình chỉ cần đặt hàng có số điện thoại là bên bạn Lê Nữ sẽ chốt hàng cho mọi người nha. Thì cái sản phẩm mà Nhi vừa share cho mọi người á, thì cả nhà mình có thể liên hệ trực tiếp với Facebook của bạn Lê Nữ để mình có sản phẩm, hoặc là mọi người comment trực tiếp trong live của Nhi cũng được nha mọi người nha. Thì cái sản phẩm mà Jenny Nhi vừa share cho các bạn á, là của công ty bên bạn Lê Nữ nha mọi người nha. Thì của Jenny nha các bạn nha, nên là các bạn có thể inbox trực tiếp cho bạn Lê Nữ giúp Nhi.
Giờ thì Nhi chuẩn bị Nhi ao live stream để Nhi đi uống cà phê đây. Nhi chuẩn bị ao live stream để Nhi đi uống cà phê với chồng Nhi đây. Combo mình gần cái gì hả? Một cái serum vitamin C nè, một cái tấm trắng phay nè, và một cái nạ chị thâm quần mắt nha. I love you chị Nhi của em nha. Em chúc chị buổi chiều thật là vui vẻ nhé. Bye bye chừng tươi của chị nha. Chúc em cũng 4 ngày rồi mà chưa có á. Cha chị hóng quá nè. Mọi người ơi, mọi người nhận hàng bên Nhi, mọi người chịu khó đợi giúp Nhi. Có thể là do Nhi gửi bưu điện á, bằng cái dịch vụ là ship chậm để cho mọi người đỡ tốn phí ship. Nên là mọi người vui lòng chịu khó, mọi người đợi giúp Nhi chút xíu nha mọi người nha. Cảm ơn Ngọc Đỗ nha em yêu nha. Cảm ơn em đã chúc chị đi chơi vui vẻ nha. Nè mọi người để ý nhìn kỹ mắt Nhi nè. Trên cái gương mặt của Nhi á, Nhi có một cái khuyết điểm là con mắt của Nhi, là cái mí của Nhi nó rất là to. Nhưng mà cái khuyết điểm của Nhi là con mắt của Nhi, là cái tròng mắt của Nhi nó bị lờ đờ. Nên là mỗi khi mà Nhi không có gắn len á, nên là nhìn cái mặt của Nhi mà nó cứ lờ mờ. Nó giống như là bị mơ mơ mọi người, nhìn nó kỳ lắm. Hôm nay không có anh Vinh ở nhà nên là không có ai chỉnh micro để cho Nhi hát. Chứ thật sự nếu như mà có người chỉnh micro là Nhi sẽ hát nha. Mọi người thả cho Nhi xin một tràng tim để Nhi ao live stream nha mọi người nha. Mọi người thả Nhi xin một tràng tim để Nhi ao live stream nha. Em thấy bình thường á, chứ mỗi lần mà chị thấy mà chị không có len, nhìn mặt chị nó ngu lồn sao. Thấy nó ngu ngu, nó ngục ngục sao. Nhìn giống như là nó bê bê cái gì á. Lên quá em ơi. Khoan em ơi cho anh nghe hết cái bài nhạc này quá. Anh bê quá em ơi. Bê. Bạn em Lý Trương nè, chị nói cái gì Diệu Bo nè, chị nói em nghe nè, cái mặt chị quấn hoành tráng lắm rồi. Hồi nãy chị đứng chính với mọi người rất là nhiều lần rồi. Con mắt chị chỉ cần không có len thôi, nhìn nó sẽ rất là ngộ đời. Nên là các bạn đừng có bình luận là cái mặt nhợt nhạt hay gì. Nó chỉ đánh là chị đánh cái mặt của chị vậy, chị thấy cũng đậm lắm rồi. Mascara chị cũng vuốt rồi, eyeliner chị cũng vẽ rồi ha. Rồi màu mắt chị cũng đánh luôn rồi, chân mày chị cũng vẽ luôn ha. Má hồng chị cũng quết luôn, son cũng tha rồi. Còn mẹ đâu nữa nhợt. Không lẽ giờ đánh mọi thứ gấp đôi lên hả, double lên hả, chắc mặt thành quỷ luôn quá. Ngang. Cảm ơn mọi người nha, nói chuyện có duyên hả. Cảm ơn Nhã Trúc nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Mọi người ơi, giờ thì Nhi nghĩ là cái thời lượng livestream của Nhi nó cũng đã hết rồi. Nhi sẽ chuẩn bị Nhi ao cái livestream này để Nhi bye bye tất cả mọi người nha. Nhi chúc cho mọi người là có một cái ngày thứ sáu thật là vui vẻ nha. Nói chung là hôm nay là chiều nay có thể là ngồi là cuối tuần rồi đó. Tối nay tha hồ đi quẩy nha. Giờ thì Nhi sẽ bye bye tất cả mọi người. Em cảm ơn chân thành những chị em nãy giờ đã mua hàng ủng hộ cho em. Em cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Giờ em sẽ ao livestream nha. Và những cái sản phẩm khi nãy em mới vừa sale cho các chị là của thương hiệu Jenny, do bạn Lê Nữ đang là boss, nên là các chị đặt hàng có thể inbox trực tiếp cho Lê Nữ, hoặc là mọi người comment trực tiếp trong live này của em nha mấy chị nha. Giờ thì em sẽ out live stream, bye bye tất cả mọi người nha. Bye bye các chị yêu của em.